Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Hentai Channel. Và hôm nay thì anh em mình đang đến với một cái thành viên thuộc hệ bóng tối. À ha. Một nhân vật rất là bá đạo luôn các bạn. Đây, bé này thì hiện tại mình đang cho lên level 100 ha. Và thể theo lời yêu cầu của những các bạn đã comment bên dưới những cái video ha của kênh Hentai Channel. Rồi, ở đây thì bé này thì sẽ có tầm khoảng 3 cái skin nha mọi người. Đây, và đây chúng ta sẽ xem thử hiệu ứng nè. Wow, chỗ này thì mình sẽ đến với cái chỗ luyện chiêu đi ha. Rồi, cái chỗ luyện chiêu này nhìn hơi bị mê luôn. Đây, anh em mình sẽ sử dụng thử cái tuyệt chiêu mà sau khi luyện là mình sẽ lên cứ tầm khoảng 99%. Rất là gắt luôn. Wow, 28, ninja này thì sẽ phóng ra phi tiêu nha các bạn. Đó, hiệu ứng vẫn là phát ra ánh sáng, nhưng mà khi mà tới thì chúng ta sẽ thấy đây, phi tiêu được phóng ra rất là đẹp. Rồi, ở đây thì hiện tại đang có hai cái sự kiện nha mọi người. Một là sự kiện run, hai là sự kiện Mazer Iceland. Hunter thì có hướng dẫn hai cái sự kiện này rồi, anh em có thể ghé vào cái trang web của mình là hentaichannel.com để cập nhật những cái sự kiện mới nhất của Dragon City nha. Wow, sự kiện run này còn tầm khoảng mười mấy tiếng, và sự kiện Mazer Iceland này chúng ta sẽ còn tầm khoảng hơn một ngày ha. Đây, các bạn kéo xuống phía dưới sẽ biết được đó là những cái bé rồng các bạn sẽ tốn bao nhiêu điểm coi để có thể đưa về và cách kiếm những cái điểm coi này nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại. Wow, anh em mình sẽ đi thu hoạch nhẹ vài cái nè. Đó, các bạn thấy những cái điểm coi màu xanh hiện ra không? Còn một cái nữa là anh em chúng ta sẽ chiến đấu trong cái khu vực list này. Mỗi trận win thì mình sẽ kiếm được thêm tầm khoảng là 90 điểm. Đó, mời mọi người hướng mắt về sân khấu luôn. Đây, anh em mình sẽ thử sức mạnh. Wow, 149 các bạn ơi, quá ghê gớm. Rồi, chỗ này thì chúng ta sẽ nhờ đến một cái thành viên, đó chính là Ngu Mơ Vương đi. Đây, bé này thì tầm level tầm khoảng 35 ha. Con này thì nó cũng không có gì ghê gớm lắm đâu. Giảm sát thương thì để mình xem cái lượng đam mình sẽ là bao nhiêu. 80. Wow, tính ra thành viên này cũng hơi bị đỉnh luôn. Mình sẽ slow motion cho anh em xem rõ những cái chiêu thức nha mọi người. Wow, ba cục xình, mình hay kêu cái chiêu này là ba cục xình các bạn à. Victory, quá tuyệt vời. Rồi, 90 điểm coi màu xanh nha mọi người. Đây, HNT thì là mọi người đều thấy rõ hết trơn nha. Tiếp theo thì, wow, mắt rồng 5 sao. Ui, tiền kêu tung ra là búp máu liền mọi người. Nhìn vô cùng hấp dẫn luôn. Rồi, bây giờ thì anh đại của chúng ta sẽ ra và giải quyết đây. Lần này thì sẽ là tuyệt chiêu Gas Mau, hay còn gọi là chiến tranh Squirt các bạn. 170.000. Ui, lượng đam rất tuyệt vời. Rồi, hồi con này cũng 5 sao luôn. Bạn này thì, what? Cái gì ghê vậy, con nào cũng 5 sao luôn các bạn. Quá ghê gớm. Rồi, anh em mình giảm sát thương nhẹ một cái nè. Đó, giảm sát thương tầm khoảng 85 ha. Và khi mà lượng sát thương anh em mình nhân 2 thì sao đây? Đây rồi. Quá đỉnh luôn. 5 sao thuộc dòng Heroes các bạn ơi. Con này thì hơi bị căng nha. Anh em chúng ta sẽ cho cái bé thuyền trưởng đi. Wow, lượng máu nó lên tới 132.000 các bạn. Ôi, lại thêm được một lượt đánh nữa luôn hả? Quá ghê gớm. Đây rồi, bay màu. Và nhân vật quyền thoại của chúng ta lần này mình sẽ xài tuyệt chiêu băng đi. Nãy giờ là chưa có xài cái chiêu này nè các bạn. Wow, 145. Và mọi người ơi, bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ để lại cho Hunter một subscribe nha. Đây, cả nhà nhớ đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên để hát ra video hay là livestream thì mọi người sẽ đều nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui nha. Nhất là bạn nào mà xem trên điện thoại đó, các bạn sẽ kéo nhẹ xuống dưới video một chút xíu thì các bạn sẽ thấy cái nút subscribe hay là đăng ký nằm bên góc tay phải nha mọi người. Đó, mọi người hãy bấm vào để có thể theo dõi được những cái tập mới nhất, những cái con rồng rất là đẳng cấp và những cái chú mà các bạn yêu cầu hen. Rồi, mọi người thích mình review về con rồng nào thì đừng quên để lại cái bình luận nha mọi người. Đó, hát sẽ giải quyết hết ha, từ từ ha, ta sẽ giải quyết từ từ ha, chứ mình cũng không dám chắc là nó sẽ hết luôn, nhưng mà nó sẽ ok từ từ hết, từ từ nó sẽ ổn mà.
đó. Chứ một hiện tại Dragon đã trên 1.000 mấy trăm con rồng rồi, mà mình mà quất hết á là mình cũng đuối đó các bạn. Nếu như mà lỡ hứa là một chơi làm hết á thì nếu như mà sót thì nó không được, mất uy tín chứ. Cho nên là các bạn thông cảm nha, mình sẽ cố gắng mình sẽ cố gắng mình review từ từ nha. Đó, còn hết hay không thì không biết hen. Ok, và mọi người đừng quên để lại những cái bình luận nha các bạn, để Hunter còn biết những cái con rồng tiếp theo. Giống như là những cái tập tiếp theo thì Hunter sẽ dựa vào những cái bình luận bên dưới của mọi người ha. Và Hunter cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn luôn, vì nhờ những cái bình luận đó mà chúng ta sẽ có những cái con rồng đó cho mọi người xem cho vui. Rồi, và các bạn có thể kiếm thêm được cái điểm coi màu xanh này bằng cách đó là các bạn sẽ đi thu hoạch nhẹ. Đây, anh em thu hoạch vàng là các bạn cũng ra nhận được cái điểm coi màu xanh nha. Hunter thì hướng dẫn cho các bạn cách để chơi cái tựa game này. Các bạn không cần phải nạp tiền nhưng mà vẫn có được những cái con rồng VIP nha. Đó, chứ không phải là không nạp tiền mà không có rồng VIP chơi đâu hen. Đây. Rồi, còn bây giờ thì anh em mình sẽ ngó sơ nhẹ cái sự kiện. Sự kiện này là sự kiện Run. Ở đây thì các bạn chú ý nha, anh em mình sẽ cố gắng vượt. Ui chà, bé này là cái con gì ta? Con này chắc cấp E ha. Ui, VR ha. Ta thấy con này lạ quá các bạn. Lâu rồi mình chưa có thấy cái con này luôn á. Mình chơi cái tựa game này cũng nhiều lắm rồi. Rồi, bây giờ anh em mình sẽ trải nghiệm với wow, kỷ lục Guinness. Kỷ lục Guinness lần trước là 39.660 rồi, giờ anh em mình sẽ thử cố gắng phá kỷ lục nha. Không biết có các bạn nào có cái số điểm cao hơn mình hay là các bạn đạt được cái kỷ lục của chính bản thân mình là bao nhiêu, thì anh em comment cho Hunter biết với nha. Rồi là chúng ta chia sẻ với nhau cho vui. Chứ chơi game mà cứ âm mà chơi mình không là thiệt tình nó buồn lắm. Ok ha. Wow, tốc độ thì nó sẽ tăng dần nè. Hiện tại là trong game đang là buổi trưa nha mọi người. Khi mà nó chạy nhanh thì thiệt tình là Hunter bình luận không nổi luôn. Vì nếu như mà mình bình luận á thì mình sợ là mình sẽ va vào những cái cục đá nằm mà chán đường ấy. Đây rồi, bắt đầu trên mức 100 nè. Ui thôi rung. mình thiệt tình là mình chơi mà mình còn rung luôn ấy. Đó, quá ghê gớm rồi. Đây, 106 nha. Wow. Oh my god. Vẫn ổn các bạn à. Sao mà mình đỡ được cái ca này thì tình quá khó. Lần này mình được là 30.000 nha mọi người. Và có cái điểm mình đạt được là 117 nha. Wow, một phần thưởng 20 cái nè. Ui, cho có một hả. Tiếp theo thì mình sẽ đến được với cái chiếc rương thức ăn nè các bạn. Hơn mình được tầm khoảng 3 triệu nha. Nếu như hơn 3.8 là cũng khá là nhiều rồi. Rồi, sự kiện này là một cái sự kiện rất là thú vị và mình đã đạt được cái mốc luôn rồi các bạn. Wow, mình đạt được cái trứng vàng luôn rồi. 25 viên game. Anh em mình đó là đang cố gắng tích lũy game đó các bạn, để mình sẽ chơi cái sự kiện cuộc đua Heroic. Vì sắp tới là nó sẽ đến với sự kiện cuộc đua Heroic rồi. Đó. À đúng rồi, hiện tại đang có một cái sự kiện. Ui, mình nhận luôn cái rương này đi. Đây là rương 4 nha mọi người. Ui, được 14 viên. Đó, này là gọi là có còn hơn không hen. Đây mình cố gắng lắm rồi, lên được tới rương 4 à. Wow. Ui, ghê vậy, có một cái bạn level khá là cao nha. Bạn này hình như là wow, 75 luôn. Level rất là cao nhưng mà sao đội hình rộng yếu vậy ta, không có con nào level cao hết. Tới maximum là tầm khoảng 40 ha. Ôi, bạn này tính ra chơi game cũng lâu rồi nè các bạn. Level cao. Rồi, việc bạn này vô tay em luôn nha. Đó. Rồi, để coi coi sắp tới nhiệm vụ. Ôi.
tới nhiệm vụ mới rồi. Nhiệm vụ lần này là chỉ là cái con rồng của bắp thôi. Rồi, và mọi người ơi, ở đây sẽ có 3 tập tiếp theo nha. Anh em thích xem tập nào thì xem thêm một tập nữa ủng hộ mình nha. Còn giờ thì các bạn đừng quên nha mọi người, hãy để lại bình luận các bạn thích mình review về con rồng nào ha. Để